Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Các bạn đây, thì mấy ngày hôm nay thì các bạn có thấy hot cái trò chơi là kẹo đường đúng không? Cái trò chơi đấy là trong cái bộ phim mà Squid Game các bạn ạ. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái video thì mình sẽ thử làm cái món là kẹo đường đấy các bạn nhé. Cái trò chơi kẹo đường ở trong game Squid Game đấy các bạn nhé. Thì mấy ngày hôm nay khá là hot, thì mình thấy nó hot khá nhiều rồi đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái video thì mình sẽ làm cái kẹo đường ấy, nhưng mà khác biệt là mình sẽ làm bằng tất cả các gọi là các đồ vật ở trong nhà mình các bạn nhé. Thì ở đây thì mình có chuẩn bị một chiếc điều khiển các bạn nhé, đó, chiếc điều khiển TV này, đấy, một chiếc bật lửa này, đấy, và một cái khóa này, một cái chìa, nhưng mà hai cái này nó không phải của nhau các bạn ạ, nó khác nhau, đó. Tiếp theo là một chiếc điện thoại này, đấy, và một cái hình tròn này các bạn nhé, cái này để cho nó gọi là đơn giản nhất này. Còn lại những cái hình này mình chọn toàn những hình phức tạp thôi. Đó thì là cái món này ạ. Đúng là gọi là món kẹo đường này, đấy thì là mình có xem ở trên mạng người ta hướng dẫn là chỉ cần dùng đường và baking soda các bạn ạ. Đấy thì mình đây có chỉ đường này, thế nhưng mà mình bắt kiểu là bột soda thì mình không có các bạn ạ. Đấy thì mình thay thế vào đó là cái viên xê sủi này các bạn nhá. Đấy thì đây mình còn có đúng một viên thôi, mình không biết là có thành công không các bạn ạ, sợ nó bị fail ấy, các bạn thấy người ta làm này bị fail hơi bị nhiều các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái quá trình là mình sẽ nấu chảy đường ra nhé, sau đó mình sẽ đổ khuôn. Đó thì mình sẽ làm từng cái một này, mình lấy vào cho nó lên cái kẹo đường các bạn nhé. Đấy thì ok, thì các bạn cùng mình tiến hành cái công đoạn này đi để làm cái món này nhé. Thì là bây giờ mình vừa mới chờ một lúc ạ để cho nó khô đi ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành các bạn sẽ thử gỡ thử tất cả các đồ ra các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ gỡ cái chìa khóa này các bạn ạ. Wow, cái chìa khóa này được không các bạn ạ? Ui, vừa điện thoại các bạn ạ, vừa điện thoại các bạn ơi. Ui, nguy hiểm quá. Thử xin lỗi tất cả các bạn nhé, mình vừa bị rơi điện thoại các bạn ạ, may quá không bị vỡ, nó chỉ bị sứt một tí thôi. Cái khủng hoảng các bạn ạ, hôm nay đen quá. Đây các bạn ạ, đó, đây là cái chìa khóa đầu tiên nhá, mình vừa mới gỡ ra các bạn này. Đó các bạn thấy không, mình để vào lá chuối thì nó sẽ kết dính lại, nó sẽ không bị bong ra các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái hình tròn ra nhé. Cái chìa khóa thì đã thành công các bạn ạ. Bây giờ mình đang lấy từng cái một ra. Cái này thật tí. Wow, cái hình tròn này của mình cũng thành công rồi các bạn ơi. Mình đã thành công hai hình các bạn ạ. Đó, hình tròn và cái chìa khóa đã thành công các bạn nhá. Đó. Tiếp theo mình sẽ gỡ cái bật lửa này ra con. Cái bật lửa này khả năng là mình nghĩ hơi bị khoai rồi các bạn ạ. Ui, đúng quá. Mình nghĩ là cái bật lửa này không thành công, mà nếu cái nào mình cảm thấy không thành công thì mình sẽ để lại các bạn nhé, mình không gỡ tí, mình sẽ tách dần dần ra. Không thành công rồi các bạn ạ. Ui, vỡ luôn các bạn ạ, vỡ luôn một góc rồi. Cái bật lửa thành không thành công các bạn nhé, bởi vì là cái này nó quá nóng luôn. Tiếp theo mình sẽ gỡ cái khóa này. Ui, cái khóa này cũng được luôn này, nhưng mà nó không rõ hình cho lắm. Khóa thì mình đặt vào ấy quá, nó không thành công mà lắm, nó bị fail rồi. Mấy ngay cái gì làm nó sẽ bị fail rồi. Thì bây giờ mình sẽ gỡ cái điều khiển này xem có được không. Rơi điện thoại. Ôi, các bạn ơi, xì hết rồi, cái này của mình không thành công là tại vì nó lắm nút quá ấy. Mình sẽ thử để nó nguội một lúc xem nào. Tiếp theo cái điện thoại này. Cái điện thoại này cũng không thành công rồi các bạn ơi. Ôi xong.
tan tác chiến trường các bạn ạ. Vậy là mình chỉ có thành công được có hai hình, một hình tròn, một cái chìa khóa rất dễ dàng này các bạn ạ. Các bạn ơi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái công đoạn là mình sẽ ăn thử và mình sẽ thử chơi thử các bạn nhé. Đấy, thì cái khóa này, cái chìa khóa mình chắc chắn là mình sẽ chắc chắn sẽ không thành công các bạn ạ. Nhưng mình sẽ thử các bạn nhé. Cái này thì tí nữa mình sẽ thử này. Đấy, còn đây là những cái phần thừa tí nữa mình sẽ ăn các bạn nhé. Cái này sẽ không thể lãng phí đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ chơi cái hình tròn này các bạn nhé. Đúng không? Các bạn nào muốn gọi là muốn chơi, các bạn có thể thử làm và trải nghiệm cái trò chơi này. Các bạn mình thấy là làm này nó khá là dễ thôi các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ thử bẻ đi. Các bạn mình thấy người ta trong game người ta hay bẻ mà, kiểu dạng bẻ đâu ăn đấy các bạn ạ. Cái hình tròn này chắc là nó cũng dễ thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, wow. Wow, vậy là hình tròn này mình đã thành công các bạn ạ. Wow, đây mình sẽ ăn luôn các bạn nhé. Ngọt quá các bạn, ngọt lắm. Làm cái này vừa trải nghiệm chơi vừa ăn thử luôn các bạn. Wow, các bạn cái bộ phim này xem khá là hay các bạn, rất là hot luôn. Kiểu mà nó đơn giản mà nó kiểu xem nó lôi cuốn các bạn ạ. Thì là cái trò chơi này mình thấy hot kinh khủng luôn. Ngon lắm các bạn. Tại vì các bạn toàn là đường các bạn ạ. Ngon lắm. Tiếp sau đến cái chìa khóa các bạn nhé. Chắc chắn là mình sẽ không được rồi. Để mình sẽ thử cố chìa khóa xem nào. Ui. Như này là trong game mà coi như xong mình rồi. Tiếp theo là cái khóa này thì các bạn khỏi phải nói phải không? Cái khóa mình sẽ ăn đi các bạn ạ. Cái khóa mình sẽ ăn đi nhá. Cái này ngọt lắm các bạn. Ui. Cái mảng cái này thì nó kẹo hoặc là kẹo thì nó toàn là đường các bạn. Toàn là đường thôi. Ăn nhiều quá có khi bị tiểu đường các bạn. Ok, mình chắc là mình sẽ chỉ ăn một miếng thôi các bạn nhé. Mình tiếc mỗi cái điều khiển các bạn, vì nhìn nó khá là hay luôn mà lại không được. Thôi không sao cả. Ngon quá. Kiểu mà gắt luôn các bạn, toàn là đường thôi, nó có độ hơi chua chua của cái viên xe sủi của mình nhá. À rồi các bạn ơi, chắc là video của mình đến là kết thúc các bạn ạ. Đó thì mình sẽ thử làm cái video này, mình gọi là mình thử cảm giác trải nghiệm, cả thử cảm giác xem nó sẽ như thế nào nhá. Đó thì video của mình đến là kết thúc. Mình các bạn xem video nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, mình xin chào các bạn nhé.